là giới luật. Từ cái giới luật tinh nghiêm thì chúng ta mới đi đến cái định, rồi chúng ta mới đi đến cái huệ. Thế nên quý đại chúng cũng như đồng đạo, chúng ta nên cung kính từ xa và chúng ta giữ một cái khoảng cách đối với sư. Bởi vì mình tôn trọng sư thì chúng ta phải giữ một cái khoảng cách để thứ nhất là không làm mất hạnh của sư. Thứ hai là chúng ta giữ cái an ninh trật tự, và khi an ninh trật tự có được á, thì sư mới được tự do và được nhẹ nhàng để mà chúng ta gặp hàng ngày. Bởi vì khi mà nếu mà đông đảo rồi nó mất đi an ninh trật tự đó thì sẽ làm sư rất là khó xử, bởi vì sư là một cái người đã buông bỏ những cái gì đến với sư á, sư cũng đã là tùy duyên rồi, cho nên sư cũng không có ép buộc ai, cũng không có là cưỡng cầu gì hết. Nhưng mà mọi người vì cái lòng tôn kính mà phải làm có nhiều cái việc mà nó cái nào, mặt nào nó cũng phải thì nó cũng có mặt trái của nó. Thế nên á, quý đại chúng cũng như toàn đạo, nếu có cái dịp để cung kính Phật Pháp Tăng thì đó là điều quý quá. Tại vì quý quá thay chư Phật có ở đời, quý quá thay Pháp có ở đời, và quý quá thay Tăng có ở đời. Thế nên quý anh em cũng cung kính như vậy thì đó là điều quá quý. Nhưng chúng ta phải cố gắng giữ gìn những cái gì mà thầy hay là Phật hay là những cái người đã có cái sự tu tập, thì chúng ta phải tôn kính bằng cách là phải cố gắng đừng làm cho những cái người đó phải đi đến những cái sự khổ. Bởi vì khi mà mấy quý đại chúng cứ đi theo thì như vậy đó, thì sẽ làm cho sư thầy, thứ nhất là nó sẽ bị khó khăn về sư thầy muốn đi thì cũng không có được đi. Bởi vì khi mất trật tự hoặc là nhiều cái việc đó nó xảy đến thì đó là những cái điều không mong muốn. Và con cũng hy vọng rằng sau cái lần tái hiện lần này, quý đại chúng cũng như đồng đạo được có được một sự kinh nghiệm hơn, và chúng ta cung kính Ngài nhưng mà phải giữ khoảng cách để cho thầy được tự do, rồi để cho thầy được nhẹ nhàng trên bước đường tu học của mình. Và một lần nữa con cũng kính chúc đại chúng cũng như thầy lúc nào cũng học theo lời Phật dạy và sống buông xả và làm nhiều các điều thiện. Đó là một cái sự cống hiến quý hóa nhất đến với thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin hết. Sẵn hôm nay thì con cũng nhắc lại là cái tảng đá ở núi Ông Két Hai thì bà con mình cũng cho là rất giống ngài sư Minh Tại, nhưng hiện bây giờ thì có một vị cũng rất là giống sư Minh Tại, đó là sư Huynh Úc đây. Bà con mình hãy nhận coi sư Huynh Úc có giống như là sư Minh Tại hay không, và cho mình một cái bình luận và coi giống bao nhiêu phần trăm. À, cô chú anh chị mình hãy nhìn cho rõ, đây là Huynh Úc, cũng một đồng đạo, cũng tu cũng lâu rồi, cũng không có gia đình, cũng buông bỏ như sư Minh Tạ. Hiện nay thì cũng đang chia sẻ về Phật pháp cho bà con mình. À, có gì sơ sót bà con mình hãy bỏ qua giùm. Khi hỏi đến cái đạo vô vi của Đức Phật Thích Ca ngày trước, khi mà Ngài tìm được và Ngài dạy lại cho chúng sanh tu hành cho đến ngày hôm nay như thế nào? Cái đạo vô vi này đó, đầu tiên Đức Phật Thích Ca là Ngài thấy được và đắc được chánh đẳng chánh giác, trở lại sống với cái đạo vô vi. Mà cái đạo vô vi đó ở đâu, nó ra làm sao? Mình cần tìm hiểu để rồi mình ngộ được, tu hành được. Đó là tu biết cách thì như đương biết đó, đó là lời của Đức Tôn Sư mình giáo chủ. Thì khi mà Đức Phật Thích Ca thành đạo rồi, mà khi mà Ngài truyền cho ông Ma Ca Diếp làm tổ thứ nhất, thì Ngài cầm cái cành bông sen, Ngài lên, Ngài đưa lên, Ngài nói ta có chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tâm, Phật tướng mà không tướng, nay truyền cho Ma Ca Diếp làm tổ thứ nhất.
và chân truyền từ đó cho đến là 33 đời tổ. Thì ở Ấn Độ 27 đời, tới đời ông Đạt Ma Tổ Sư là thứ 28, thì ông chuyển qua Trung Quốc. Qua Trung Quốc thì đời tổ thứ 28, tức là ông Đạt Ma Tổ Sư là tổ thứ nhất ở Trung Quốc, và chân truyền cho tới 6 đời nữa, tức là ông Đạt Ma là nhất tổ, truyền lại cho ông Thần Quang là nhị tổ, ông Tăng Sáng là tam tổ, ông Đạo Tín là tứ tổ, ông Hoằng Nhẫn là cái hậu thân của ông Diên Hoài gì đó, là ngũ tổ. Rồi tới Đức Lục Tổ là Bạc Dương Cà Sa gì đó, chánh pháp coi như là bị luôn mà do thần tú ông tạo ra cái tướng không bại hoại cái chánh pháp. Thì đến khi Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài trở lại, ngài Siêu Minh Đạo Phật giảng Hồ Đạo Nhân đây đó, thì ông nghĩ lại cái chỗ vô pháp tướng, ngài có nói một câu như thế này nè, ông nói là vô pháp tướng mới là thiệt tướng, hay hoặc là câu sao mà phải tìm kiếm cái khó gặp chữ không không mà có như vậy đó. Tại sao mà lại khó gặp chữ không không, hai cái không mà có cái có, phải không? Thì tôi xin giải cái ý của Đức Thầy cho bà con nghe thế này nè: hai cái không tức là không hình tướng mà cũng không ô nhiễm, nhưng mà nó có cái diệu hữu, tức là cái tri kiến Phật là phải thấy phải nghe phải biết nó là hữu tình đó, mà nó không hình tướng không ô nhiễm, cho nên có gặp chữ không không mà có. Thì cái chỗ này đó, chúng sanh, Đức Phật nhận định chúng sanh ai cũng có hết. Rồi khi mà Đức Phật Thích Ca thành đạo rồi, ngài không phải lập ra chỉ có cái pháp thiền định không, mà còn tông tịnh độ rồi hạnh đầu đà, chẳng hạn như bây giờ trở lại như ông Sư Minh Tuệ thì cũng là khổ hạnh đầu đà để làm chi, để đạt trở lại với cái tâm. Bởi vì mình tu rồi thì tu cái tâm, cái tướng là đồ xương thịt thúi mà tu cái gì, phải không? Tới ngày giờ nó cũng rã cũng hoại thôi, chỉ có một cái tâm là cái không hình tướng. Tôi đã chứng minh dài cái để bà con thấy. Bây giờ dài đi gió đó, bà con thấy gió không? Biết có gió không? Biết phải không? Đó. Là mà có thấy được gió đâu, nghe mát mát cái rồi khóc khóc đọc cây thì biết có gió thôi. Thì cái biết của bà con biết dạng dạng, nghe thiên trần hết biết hết dạng dạng đó. Bà con chỉ dùng cái tướng biết dùm tôi coi có không, nhưng vì có vật rồi tôi biết cái vật đó nó cũng không hình tướng, nó giống tự tự như gió đó, là chứng minh thì dễ hiểu thôi, không tướng hữu tình. Thì bây giờ tất cả anh chị em đồng đạo xa gần kính mến, mình tu là phải từ dưới lên trên, từ cái nhân đạo rồi tới nghĩa là cho tới thập thiện, rồi cho tới các tông, cuối cùng đó mình phải nhận được cái pháp môn vô tướng này, tức chân truyền Đức Phật Thích Ca. Thì khi mà trở lại sống với cái đó, Đức Thầy nói biết bao nhiêu đoạn mình, ngài nói hoàn nguyên phản bổ, tức là trở lại sống với cái tâm của mình để ra khỏi luân hồi. Nhiều chỗ chỉ rất là nhiều chứ không phải là một. Thôi để Út vào tiếp theo để vạch ra những cái chỗ mà Đức Thầy đã chỉ cái pháp đó cho anh em đồng đạo cùng hiểu thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính Phật, cung kính thầy, lễ phép kính chào đại chúng. Thì hôm nay mà con cũng có được cái duyên lành được nghe đồng đạo gợi ý lên bốn câu giảng, nhưng mà nó thuộc về giống như là hai giới. Thứ nhất á, là đồng đạo hỏi á, là đạo vô vi của Phật ân cần nói theo chí Thích Ca ngày trước. Thì trò sẽ đọc thêm một đoạn để chúng ta thấy rõ: câu phú quý ngài không màng ước, chữ bồ đề như cõi bá tòng, ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng thì là được định chừng diệu quả. Lời thuyết pháp chẳng gì nhơn ngã, người nào đâu có Phật tánh là. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin chia sẻ những cái gì mà con có thể hiểu được về những cái câu mà giảng của thầy. Thì như chúng ta đã biết á, thầy dạy là đạo vô vi, vô vi tức là không có hình tướng,
mà không có hình tướng á, không có nghĩa là chúng ta phủ nhận hiện hữu, mà vô vi là từ ở bên trong. Cho nên có cái Đức Lão Tử dạy mình đó, vô vi như vi bất vi, có nghĩa là vô vi nhưng mà không có một chuyện nhỏ gì mà không làm nếu là việc việc đó có lợi ích cho quần sanh. Bằng cách là Đức Thầy chỉ cho mình phải đền đáp tứ ân, thì trong tứ ân thì nó có ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo và ân đồng bào nhân loại, với cả xuất gia thì ân của đàn na tín thí. Thì rõ biết là tuy rằng thầy kêu mình phải học cái vô vi, nhưng mà chúng ta thực sự ra muốn được đạt được vô vi thì chúng ta cần phải có hữu vi. Hữu vi tức là chúng ta cần phải đền ơn, cũng như phải biết tri ân, đền ơn, báo ơn để chúng ta mới thoát kiếp luân hồi được. Và điểm thứ hai là nói theo chí Thích Ca, thì như quý đại chúng cũng biết đó, Đức Phật Thích Ca xưa là Thái tử Siddhartha ở Ấn Độ, tức là Nepal. Ngài là từ một cái người coi như là thái tử, rồi buông bỏ hết đền vàng, địa ngọc, vợ đẹp, con ngoan, và đi dân du để học đạo, rồi 6 năm khổ hạnh, sau đó là 49 ngày thiền định với cội cây Bồ đề, và sau đó chứng đạo. Thì chúng ta phải noi theo cái chí này. Chí này là chí gì? Tức là chí Đức Phật là một cái người buông bỏ. Mà cái chữ Phật đây, hay còn gọi là Đức Phật Thích Ca đó, thì cái chữ Phật nó đã nói lên cái điều đó rồi. Chữ Phật là từ kết hợp của chữ Hán đó, nó từ chữ Nhân và chữ Phất, tức là cái người phủi bỏ. Phất là phủi, mà Nhân là người, là cái người phủi bỏ, là làm Phật. Và cái điểm thứ hai đó, khi chúng ta nghe hai câu này thì chúng ta so sánh với Sư Minh Tuệ hiện giờ, thì chúng ta thấy rằng Sư Minh Tuệ là một cái người cũng trong một cái gia cảnh cũng rất là có những cái điều kiện, nhưng mà Ngài cũng đã tự buông bỏ, rồi buông bỏ gia đình, dù tài sản cha mẹ có cho để thừa kế, nhưng mà Ngài cũng cho lại anh em để nuôi cha mẹ, rồi chỉ xin ký cho mình được xuất gia, tu theo lời Phật dạy, và buông bỏ không có màng gì danh lợi tình hết. Thế nên Ngài Sư Minh Tuệ cũng đã và đi trên con đường nói tiếp theo cái Đức Phật Thích Ca. Thì điều này anh em chúng ta cũng như đại chúng cũng nên trân trọng và quy kính ngưỡng mộ. Bởi vì sao? Vì một xưa nay đó, không có một người, hiếm có một người mà biết từ bỏ tất cả để hướng về cái Phật pháp, hướng về cái giải thoát thì rất là khó. Thế nên anh em chúng ta cũng khi hiểu được rồi đó thì chúng ta cần phải phải biết quy kính. Tại vì thầy dạy mình đó, nếu đối với các tăng sư đó tu hành chân chính thì những cái gì này nè, người ta nói khuyên mình thì mình phải nghe lời. Tại vì đó là cái viên ngọc quý của Tam Bảo. Bởi vì trong Tam Bảo hàng ngày mình đọc đó thì nó có cái mục là Tam Bảo. Thế nên cái người này đại diện cho Tam Bảo, một ông sư tu hành chân chính tức là đại diện cho Tam Bảo, là viên ngọc quý trong Tam Bảo. Thế nên chúng ta cần phải cung kính. Và cái điểm thứ hai nữa đó là cái câu Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, phải tìm kiếm cái không mới có. Thì như chúng ta đã biết đó, cái đạo của Phật Thích Ca đó, cái sự chứng đắc của Ngài đó là nó vô cùng huyền bí cao siêu. Sự học hỏi của Ngài, sự hiểu biết của Ngài là vô cùng tận, có nghĩa là giống như Đức Phật, người ta ví như cái sự hiểu biết của Phật đó, giống như lá trên rừng vậy đó. Nhưng mà Đức Phật đó, thì truyền đạt cho những đệ tử của Ngài là giống như nắm lá trong lòng bàn tay. Bởi vì sao? Vì sự truyền đạt đó nó có lợi ích cho anh em trong cái hiện thực. Chứ Đức Phật không có nói trừu tượng, hay là nói một cái vẻ mơ hồ, hay là vũ trụ bao la,
mà những cái đó là Đức Phật muốn cho anh em tự thắp đuốc lên mà đi, và sau đó sẽ chứng nhận giống như Đức Phật vậy. Bởi vì Đức Thầy thường khuyên mình đó, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Cho nên Đức Phật cũng như Đức Thầy muốn chỉ điểm cho mình biết tất cả mọi người ai cũng có chân tâm Phật tánh và ai cũng có khả năng thành Phật, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Thế nên mình phải cần trở về với chính mình, lo tu tập để trở về cái ông Phật cũ ngày xưa hãy ráng tìm. Nhưng mà muốn đạt được cái đó thì Đức Thầy cũng có chỉ cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tính cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phúc lợi cho toàn thể chúng sanh, đó là thỏa mãn nhất trong đời hành đạo. Thì quay về với sư Minh Tuệ, chúng ta thấy rằng Ngài đã áp dụng cái sự học hiểu của mình về Đức Phật và đem áp dụng thực tế trên cái đời sống của Ngài bằng cách là Ngài vô sở hữu, có nghĩa là ai không có vật gì quý giá trong người mới là giá trị và mới là hạnh phúc. Đó thì sư Minh Tuệ cũng đã từng nói, con không có cái gì, thế nên con tập theo học theo hạnh Phật. Đó là con không có cái gì quý giá. Còn cái xác thân này đây, nếu ai muốn cần thì Ngài cũng vẫn cho nó, và tất cả những cái gì của Ngài có thì Ngài đều cống hiến cho đời bằng cách là Ngài cũng đáp trả những cái ơn sanh thành dưỡng dục bằng cách là trước khi Ngài đi, Ngài cũng trồng một số sầu riêng để lại cho em để nuôi cha mẹ. Và đối với bản thân Ngài thì Ngài cũng cống hiến cho đất nước bằng cách là Ngài cũng đi phục vụ nghĩa vụ 3 năm. Đó. Trên quá trình đó, Ngài cũng tự rèn luyện cho bản thân mình phục vụ đất nước, rồi phục vụ cha mẹ, rồi phục vụ Tam Bảo, và kế tiếp là đồng bào nhân loại. Ngài đem cái sự hy sinh của mình, những cái năm khổ khó, tu khổ hạnh âm thầm mà thầy đã nói đó, nhờ công tu niệm âm thầm quá hay, thì chỉ trong thời gian vỏn vẹn chỉ 6 đến 7 năm thì người ta mới biết đến Ngài rất nhiều nhờ cái công tu luyện chân thành buông xuống và tỉnh thức của Ngài, mà đã làm lay động rất là nhiều triệu người ở Việt Nam cũng như rất là nhiều tỷ người của thế giới. Thế nên anh em chúng ta cũng phải noi theo những cái người đã có cái sự thành tựu trên cái bước đường tu tập của mình. Mặc dù Ngài không bao giờ nói ra Ngài là thành tựu, nhưng những cái lời nói của Ngài khiến cho mọi người phải suy ngẫm. Bằng cách là con cũng giống như người học từ lớp 1 rồi đến lớp 2, rồi cũng có những người đã chỉ dạy con mới biết được để mà tu tập. Thì qua những cái cuộc mà trao đổi, cũng giống như có một người đến hỏi Ngài về cái vấn đề xin cái mạng của Ngài, thì Ngài mới nói rằng thì cho con được 10 ngày để cho con thanh lọc cái thân, rồi lúc đó thì muốn lấy cái tạng gì thì cứ lấy. Thì một cái câu nói như vậy, và một cái bản thân của một cái người mà dám hy sinh cả vật chất lẫn tinh thần như vậy thì chúng ta cần phải nên hoan nghênh. Bởi vì thầy đã có nói, nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo. Và những cái lúc mà trên bước đường đi của Ngài thì Ngài đều khuyên người ta giữ giới, giữ 5 giới. Thì Đức Thầy cũng đã từng chỉ là nếu xuất gia ngũ giới ráng gìn, tu chân chánh mới không hổ tiếng. Hoặc là đi đâu thì thầy Sư Minh Tuệ cũng chỉ cho mình về Bát Chánh Đạo, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và chánh ngữ. Thì đi tới đâu thì Sư Minh Tuệ cũng truyền cái coi như là Bát Chánh Đạo. Thì Đức Thầy đã từng nhắc, Thiền Lâm Phật Thích Thở Xưa Kia, non tuyết rèn ra Bát Chánh Kìa. Và Đức Thầy cũng bàn bạc trong sấm giảng thi văn của Thầy cũng đã từng nhắc về rất nhiều về Bát Chánh Đạo. Chẳng hạn như Ngài nói rất là nhiều
Chúng ta nếu có nghiên cứu thì chúng ta phải học hỏi ở chỗ này. Bởi vì Bát Chánh Đạo là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn tấn triển thoát chốn mê đồ, tấn triển trên con đường giải thoát. Và một lần nữa, tiểu đệ cũng xin cung kính Phật, cung kính Thầy và cũng cầu chúc cho sư Minh Tuệ được bình an trong cuộc sống và cũng lúc nào cũng tinh tấn tu tập theo hạnh Phật để tương lai sẽ lập Phật để phổ độ chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và con cũng có bấy nhiêu lời để chia sẻ. Nếu có việc gì sơ xuất thì mong rằng đại chúng cũng hoan hỷ. Và trước khi con dứt lời cũng không quên cầu nguyện quay thần Tam Bảo, quay lên tổ thầy và các đấng thiêng liêng ban bố cho quý đại chúng và tất cả đồng đạo được hưởng trọn vẹn phước duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin hết. Cảm ơn Hiền Huynh và chú Hai đã mà vì nhân dân, vì đạo pháp mà cống hiến chia sẻ những lời Phật pháp rất là hay. Dạ thì cái clip này cũng dài thì cho Hiền đệ hỏi thăm một câu nữa để kết thúc cái clip. Dạ có phải rằng là Hiền Huynh đang tu về điển giới hay không? Mà để thấy là Đức Huỳnh giáo chủ có nhắc câu như thế này: luồng thanh điển nhoáng qua như chớp, chuyển căn tiền nhắc lớp người xưa. Dạ sư Huynh có thể chia sẻ về cái cách mà huynh đang tu tập và cái hai cái câu mà Đức Huỳnh giáo chủ có dạy chúng ta trong những cái quyển sấm giảng đó, xin mời huynh chia sẻ nè. Dạ, học hai trước đi ông. Chúng muốn hỏi qua cái lời nói của Đức Phật luôn, Dạ thanh dạ điển nhắn qua như chớp đó, dạ nhắc lại cái sự như xưa các thì các vị Phật đã thành thì lúc nào cũng có điển quang, nghĩa là Phật thì có cái điển quang đó, cái điển này đó, cái điển thường không thể bì được, cái điển này đi rất là nhanh mà thấy rất là xa, thấy toàn diện hết cả cái vũ trụ càn khôn này đó. Cho nên ngài đến cái chỗ đó, ngài đã đắc rồi thì ngài mới hiểu được Phật pháp, các vị còn tiền bối các bậc đã chứng đắc trước thấy hết. Cho nên ngài kể lại chúng sanh nghe trong giáo lý sấm vẫn toàn bộ, đâu có thiếu cái gì. Thì cái chỗ đó đó có thể mình tạm nói đó, ủa mình mượn để mình nói đó, đó là ngay cái trí huệ lục không đó. Thì các vị nào khi trở lại sống với cái hoàn nguyên phản bổn đó, trở lại sống với ông chủ nhân ông là một trong cái nhiều từ đó cũng như ngài đó, thì cái chỗ này nè, trong kệ niệm thanh á, ngài nó lắng tai nghe rõ tiếng đàn, không dây không phím quán hận cũng có đàn tay rồi lại đàn đông, chết trong có tánh gặp sông quên nguồn, thì ngài trở lại ngài sống với cái bổn thể đó rồi, thì lục không ở tại đó, thì ngài thấy hết sự khổ sự cực của chúng sanh, rồi ngài thấy rõ đường đi nước bước và tu để được nữa là ra khỏi nghĩa là sanh tử luân hồi. Cho nên ngài đứng chỗ đó mà ngài dạ, ngài dí cái chỗ đó cái đời gì mẫu hình đúng cớ theo thì ngay cái chỗ trí huệ đó. Tôi xin giải được cái phần đó ngắn tắt như vậy nên Nam mô Như là Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì con cũng xin chia sẻ hai cái câu mà của Hiền đệ đã hỏi: luồng thanh điển thoáng qua như chớp, chuyển căn lành nhắc lớp người xưa. Thì theo con á thì đời cũng phải biết suy kim nghiệm cổ, thông cơ đồ dựng nghiệp thánh hiền. Thì như sư Minh Tuệ thì ngài cũng đã từng chia sẻ đó, thì ngài đã từng bị sét đánh nhưng mà không có mất, phải không? Rồi cộng với rất là nhiều những cái việc mà chỉ có những người có tu tập thì mới có thể thể hiểu được như thế này. Đó, thì con cũng xin chia sẻ một phần nhẹ. Nếu ai biết được về đạo Cao Đài thì sẽ thấy có nghe nói là ngài Đức Hộ Pháp, tức là ngài Phạm Công Tắc. Ngài là một cái vị hiện thân của ngài đó thì là cái thân bình thường giống như mình vậy, nhưng có cái duyên đó là ngài
được trục cái hồn để đưa vào cái hồn mới gọi là Vi Hộ Di Đà. Thì cho nên ngài khi mà mặc long bào rồi mặc cái những cái đồ đó rất là nặng nha, nhưng mà ngài vẫn vẫn chịu được. Và tuy thể xác của ngài là Phạm Công Tắc, nhưng mà cái hồn của ngài đó lại là một cái Di Hộ Di Đà. Cho nên thì trò cũng xin nhắc lại một phần, đó là những cái thầy nói đó, nó có một cái sự quyền di mà ít có ai nhận được cái chỗ này, chỉ có những người trong cuộc mới có thể thấu hiểu được. Và những cái điểm đó, thì khi cái người tu của mình á, nếu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cũng như thí dụ một cái người đó tâm tánh hiền lành, đúng theo làm theo lời Phật dạy, rồi những cái điều gì đó mà họ tự học với Phật, họ học với thầy, rồi họ làm nhiều cái điều mà tốt đẹp cho nhân sinh, thì tự nhiên nó tương ưng với một cái người nào đó, thì cái người nào đó sẽ giống như là có một cái từ trường vậy đó, nó sẽ hít hít vào. Mà cái điểm này thì mình không có chứng minh được, thế nên mình cũng cho thông qua. Chỉ có những ai mà cảm nhận được cái chỗ này là chỉ có cái cảm nhận thôi nha, gọi là phước chí tâm linh đó, là mình phải chỉ cảm nhận thì mình mới thấu hiểu được cái vấn đề này. Thế nên sư Minh Tuệ cũng không ngoại lệ, bởi vì nếu mà sư tu hành chân chính với lực tinh nghiêm thì sư cũng vẫn có những cái đặc ân này, đó là hồng ân của ân trên ban cho sư, sẽ có được những cái điều đó để chi, để thị hiện ở đời, cũng giống như là những cái vị mà Bồ Tát Bổ Xứ vậy đó, có nghĩa là các ngài đi vào đời để thị hiện, để nhắc chừng chúng sanh biết con đường đó là con đường đi đến chánh quả, chánh đẳng, chánh giác. Cũng vậy, đức thầy của mình cũng vậy, từ một cái người con của ông chủ ông cả mà đức thầy cũng đâu có ở nhà, ngay cả đi quý vị đi đến tổ đình đi thì quý vị cũng không có bắt gặp được cái phòng của thầy nữa. Đức thầy là một cái người cũng tiêu biểu cho một cái người coi như là không có cái gì hết. Và ngay cả đức thầy khi mà bị người Pháp dời đi rồi đi đó đi đây, thì đức thầy chỉ có một cái tờ giấy gọi là tờ giấy thế thân thôi, trong ngài cũng không có một cái gì tiền bạc gì hết. Và đức thầy cũng đi đó đi đây là dân chúng rồi ngưỡng mộ rồi quy kính rồi quy y theo ngài, chứ thật sự ra ngài cũng là một cái người thật sự là buông xả đó đức thầy. Còn điên chẳng có chùa am dưới này. Rồi thầy cũng có từng nhắc đó, điên này xưa cũng như ai, vào các gia đài tột bậc giàu sang, nghĩ si danh lợi chẳng màng, bèn lên ẩn dật lâm sang tu trì. Nhờ trời may mắn một khi, thẫn thơ lại gặp đức thầy Bửu Sơn, cúi đầu điên tỏ nguồn cơn, động lòng bác ái ra ơn giái truyền, thấy điên tâm tánh quá thiền, nội trong sáu khắc biết liền thiên cơ. Đó, chỉ trong vài tiếng đồng hồ thôi thì chúng ta sáu khắc tức là 12 tiếng là biết liền thiên cơ. Cho nên nhắc lại để chúng ta thấy rằng đức thầy hay là các vị Phật, các vị tổ đều là những cái người thật sự buông bỏ vì cái sự giải thoát, vì chân lý, vì lý tưởng cao cả, mà các ngài đều buông bỏ hết để chi, để các ngài tương ưng với các vị. Cho nên Phật dạy mình á, thứ nhất là chúng ta phải có cái tâm từ bi rộng lớn, tâm từ bi rộng lớn, ý chí cao thượng và thực hành nó trong đời sống, thì chúng ta sẽ tự cảm nhận được cái điều này. Đó, chứ còn chúng ta không có chùi lao vẹn mặt đó, thì khó gần Phật tiên. Cũng như chúng ta không có đền đáp những cái ân tình tứ ân đã trả đó, thì chúng ta sẽ khó có tiêu được cái tội căn của chúng ta. Bởi vì thầy dạy mình đó, giàu cho tài trí cũng mang nợ đời, thế nên mình lúc nào mình cũng nghĩ rằng con người của mình phải có bổn phận đối với đất nước, đối với tổ tiên cha mẹ, đối với tam bảo, đối với đồng bào nhân loại. Và mình muốn đền đáp bốn cái ân này là trước nhất chúng ta phải khắc kỷ, có nghĩa là chúng ta phải nghiêm khắc với chính mình, rồi chúng ta mới tha lam, có nghĩa là chúng ta
mới có thể rộng bủa cái từ bi của mình đến với mọi người, thì mới mi hài chí. Mi hài chí là gì? Là chúng ta trói buộc mình cái hình hài này, làm cho nó phải phục tùng chân lý, là chúng ta phải có cái sự giới luật phải đúng đắn đàng hoàng, thì chúng ta mới có thể hiểu rõ 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 được cái bổn tâm bổn tánh của mình. Cũng như sư Minh Tuệ đã thường răn chúng ta đó, là phải giới luật đó, giới luật tinh nghiêm, là con người của mình phải giữ năm giới là căn bản để chúng ta hoàn thiện cái nhân cách của mình, đạo đức nhân bản, không làm khổ mình và làm khổ người đó. Thì nếu chúng ta được như vậy thì chúng ta sẽ có được một cái luồng thanh điển. Thanh điển là cái điển thanh, cái điển trong sạch, thì chúng ta tương ưng với các vị Phật tiên thánh. Bởi vì trong cái màn này đó là cái màn Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế, nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sau sẽ có Phật tiên tại thế. Thì nếu chúng ta hợp với các ngài thì cái duyên đó, thì chúng ta sẽ được đặc ân của các đấng ban cho mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính hết. Phàm nhân mình là cũng nói có câu là răng với tóc là gốc con người, mà răng nó đẹp thì đời nó xinh. Nên là con thấy là sư Minh Tuệ cái hàm răng thì cũng không được đẹp. Mọi người ai cũng nói là một vị Phật xuất thế, nhờ sư huynh với ông hai là chia sẻ cho mọi người nghe chung. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xin trả lời với về câu hỏi răng và tóc. Thì cái con người thế gian mình ai cũng có răng, ai cũng có tóc, ai cũng có mẫu người đẹp người xấu, phải không? Đâu có đồng nhất cả nhau. Mà sở dĩ tại sao không đồng nhất với nhau là người lại quá khỏe mạnh, người lại là quá xấu xí đó, thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Một cái thứ nhất là vấn đề những cái đời nhân quả đời này hoặc đời trước, rồi đều cũng nằm trong định luật hành trụ hoại không á, chứ không ai tránh khỏi. Hay hoặc là nhiều môi trường, nhiều khi cái người ta không cần đến cái vấn đề giáng sinh được gì hết, phải không? Ăn uống coi như không điều độ hay gì đó, có khi làm cho răng cũng hư sớm. Cái chuyện này nó rất nhiều cái chi tiết chứ không phải là một phần đó. Còn về bên đạo Phật đó, thì nhận định là do nhân quả, thì cái nhân quả cũng do từ tâm mình mà tạo ra. Ví dụ bây giờ khoa học nói em, nó bà con đừng có ăn đồ nóng nha, chè nóng thì ăn mau hư răng, phải không? Mà nếu ông nào không tin nó làm thử coi nó hư không đó. Nếu mình tin thì có cái nhân tin tưởng thì mình tránh mấy cái thời gian nó chậm hơn chút đó, thì mình, nhưng mà đây là tất cả đều giả tạm thôi. Còn các vị chân tu, các vị Phật đã thành, nghĩa là cái nguồn chư Phật ba đời đó, quá khứ hiện tại vị lai, đều trở lại sống với cái pháp thân, cái thân không hình tướng, ra khỏi cái tam giới rồi đó. Thì cái pháp thân đó, nó gồm có 32 tướng tốt, 82 vẻ đẹp. Cái đẹp đó nó mới là lộng lẫy, không có cái gì quý bằng ha. Còn mình ở đây dù đẹp gì cũng là một cái thân thúi mà thôi. À, xin trao đổi với bà con như vậy. Mô Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, thì qua cái câu hỏi này đó, thì cái câu hỏi nghiêng về cái lĩnh vực nó cũng đời, nhưng mà thực sự ra đó thì theo cái thiện ý của con á, thì cái răng của sư Minh Tuệ đó là một cái răng hơi to và lớn, nó tiêu biểu cho cái tinh thần nghị lực, có nghĩa là cái người đó có cái sức nghị lực phi thường, nó khác hơn cái người bình thường. Còn việc mà giống như mình thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là từ vô lượng kiếp Đức Phật đã thi hành những cái điều Bồ Tát, làm nhiều việc lợi ích cho quần sanh. Thế nên Đức Phật ngay cái kiếp cuối là Bồ Tát Hộ Minh, rồi xuống dưới trần ở cái xứ Nepal, rồi ngài thành tựu được chánh đẳng chánh giác và thành là Phật. Thì Đức Phật đó so với ngài Sư Minh Tuệ, Sư Minh Tuệ là người đã mới tập học và học tu,
Thì cái sự mà được giống như 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì cái điều này chưa có thể được. Nhưng mà sư Minh Tuệ cũng đã từng thừa nhận là con cũng mới học tu, học theo hạnh Phật. Thế nên chúng ta đừng có nhìn vào cái hình tướng mà chúng ta ấy. Cái quan trọng là cái nội tâm của sư mới là quan trọng. Mà theo cái tướng răng của sư, chứng tỏ sư là một cái người giàu nghị lực và một cái bản lãnh để thật sự đó là nói về nhân tướng học. Còn cái người bình thường á, thì họ sẽ nhìn có cái chỗ xấu dở thì đó là điều của họ. Sư Minh Thệ cũng chẳng có khi nào mà nói là đúng hay không đúng, bởi vì đó là tự nhận xét của mọi người. Nam mô A Di Đà Phật. Theo con thì con có cái lời chia sẻ như vậy. Nam mô A Di Đà Di Phật. Đà Tôi Phật. xin bổ sung thêm ít câu như thế nào. Thánh cũng nói hữu tâm thì vô hữu ta tâm vô tướng, tức là con người xấu vào cái tướng xấu vào, mà cái tâm nó tốt tướng tại cái tâm sanh. Như vậy là cái người á, cái tướng xấu mà nếu biết lo làm hiền niệm Phật tu hành từ từ cái tướng đó, đó bà con sẽ thấy có cái vẻ từ bi liền, mặc dù nó không đẹp lộng lẫy nha, nhưng mà nó chuyển thấy hiền hậu, thấy dễ thương lắm. Hữu tâm mà vô tướng, hữu tướng vô tâm, tướng còn tâm gì? Cái tướng tốt mà cái tâm xấu quá, nó từ từ bà con thấy những cái chú thanh niên nè, nói đây là để biết có những chú thanh niên họ còn trẻ lớn lên thấy có cái vẻ coi như là thiệt thà, dễ thay ngây thơ dễ thương, rồi cái nó do cái sự quyến rũ xã hội đó. Cái đường nó ăn nó hút nó theo xã hội đen, nó giết thì dòm thấy, nó đâm nó chém giết thì dòm thấy ghê. Cho nên ông Khánh ông nói cái gì cũng có, theo tôi thấy ông như ông Sư Minh Tuệ, mặc dù cái hàm răng ổng và cái hàm răng vô cha mẹ xong cũng do cái nhân cái quả đời trước sau đó thì có cái hàm răng như vậy. Úc mà trình bày như vậy cũng là hữu lý chí lý đó, nhưng mà rồi từ từ nhất là bây giờ nhìn thấy ông Thiết Minh Tuệ thấy đáng mến làm sao phải không, nó là từ cái chỗ mà kêu bằng hữu tâm vô tướng mà tướng tự tâm sanh, lần lượt từ cái thân cái gương mặt rồi tới cái tướng lần lần nó sẽ chuyển hết. Mà nếu khi ngài đắc được nhờ viên mãn đạo bồ đề rồi đó thì chuyển qua 32 thứ tốt 80 vậy đấy. Cái thân giả này, cái thân hiện giờ ông ăn cũng là cái thân giả mà thôi. Sáng hôm nay thì con cũng nhắc lại là cái tảng đá ở núi Ông Cát Hai thì bà con mình cũng cho là rất giống ngài Sư Minh Tại, nhưng hiện bây giờ thì có một vị cũng rất là giống Sư Minh Tại, đó là Sư Minh Út đây. Bà con mình hãy nhận coi Sư Minh Út có giống như là Sư Minh Tại hay không, và cho mình một cái bình luận và coi giống bao nhiêu phần trăm. Và cô chú anh chị mình hãy nhìn cho rõ, đây là Huynh Út cũng một đồng đạo, cũng tu cũng lâu rồi, cũng không có gia đình, cũng buông bỏ như Sư Minh Tại, nhưng mà chưa có làm được như Sư Minh Tại. Hiện nay thì cũng đang chia sẻ về Phật pháp cho bà con mình. Có gì sơ sót bà con mình hãy bỏ qua giùm. Giờ tôi xin đáp lại ý kiến của đại trước ha, là nhận định về Út. Chú hai nhận định trước. Thì khi mà để Út vừa mới xuống xe bước vào trại tôi đó, thì tôi nhìn thấy là tôi có cái cảm mến liền, nghĩa là tôi nhìn thấy có cần cái nét giống Sư Minh Tuệ. Tôi nói cho nó đúng theo cái ý nghĩa của tôi là 60%. Rồi khi mà trò chuyện tiếp chuyện mà mới thấy được cái sự hiểu biết của Đại Úc á, cũng đã chuyển qua từ cái phàm phu mà vô minh á, mà chuyển qua được cái trí huệ thông minh như vậy thì cũng được 60-70% rồi đó. Tôi kết luận đó, Đại Úc đó, cái tâm tánh của đệ đây đó, đi tới cái bậc bất thối chuyển. Nghĩa là bất thối chuyển có nghĩa là sao? Thí dụ cái đời này khi cái thân này nó hoại á thì tiếp tục tu nữa chứ không có trở lại phàm phu. Tôi xin nhận định về Úc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin chia sẻ thiệt với quý đại chúng cũng như là quý anh em đồng đạo, cũng vì sự quý quý con, nhưng con xin phép là con chưa có được bằng giống như Sư Minh Tuệ đâu. Và những cái con cũng đã từng học sư, rồi cũng đã học thầy, rồi
cũng đã học Phật những cái giáo điều giáo luật, thì con cũng cố gắng để hoàn thiện chính mình, và con cũng cũng không có quên vì cái sự nhận xét quý hóa của ông hai cũng như là quý đại chúng. Con cũng cố gắng và mong rằng con từ nay cũng có cái tâm nguyện của mình là cố gắng một đường đi cho đến ngày được thành tựu đạo quả. Và giống như thầy dạy của mình đó, là Phật tổ Phật thầy từ bi xá tội, đệ tử tiêu tai, tịnh sự, trí tuệ, thông minh, gieo đắc đạo quả. Con cũng trước khi dứt lời, con cũng kính mong toàn thể đại chúng cũng như anh em đồng đạo cũng cố gắng mình chúng ta học theo Phật, theo lời thầy, rồi làm theo những cái điều mà chúng ta cảm thấy ích lợi cho bản thân mình, lợi ích cho mọi người thì chúng ta nên làm. Cần nhất giờ này là chúng ta phải học cái chỗ ăn mặc và ở. Ăn thì chúng ta cần phải giảm thiểu để chúng ta nhịn ăn nhịn mặc để bồi duyên. Rồi mặc thì chúng ta cũng đừng nên xe xua nữa, chưng dọn cho thái quá mà lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Và ở thì chúng ta đừng có điểm tô huy hoàng nhà cửa nữa, ai khốn cùng để mặt đất trời xây. Thì tất cả những cái điều này đó là điều mà con muốn gửi gắm cho anh em, đó là ba điều nhiệt. Thứ nhất là nhịn ăn nhịn mặc để bồi thiện duyên. Thứ hai là phải là đừng có điểm tô huy hoàng nhà cửa, ai khốn cùng để mặt đất trời xây. Và thứ ba tức là mình phải đừng có ăn xài chưng dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Và cuối cùng là cái phần đặc biệt, tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau và con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc thường nên coi kệ giảng và giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tập tục chơn chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tội xét thân ta, nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, xin hết. Dạ, thưa cho tôi kết một chút. Cảm ơn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì vừa qua để Út á, tôi nói lên những cái chỗ khuyến khích của Út á, đó là cái thể hiện cái lòng từ bi của Phật. Mình phải nói cái tâm từ bi đó, phải tiến lên con thì tóm tắt lại cái thần mà lòng từ bi của Phật trời giúp cho chúng sanh trong đó nói về thứ đó thì nó có ba cái thứ là tài thứ pháp thứ vô úy thứ. Cái tài thứ là mình giàu có không nên ăn xài chưng dọn không làm thái quá như để Út vừa nói mà để đem nghĩa là giúp cho những người đói khó tàn tật thì đó là cái phước báo. Cái thứ hai nữa là gặp người hoạn nạn đua chen giúp giùm và giúp mình giúp cũng ngày dạy thì đó là vô quý thứ. Mà cái điều này là khó làm là cái pháp thứ. Cái pháp thứ thì được công đức mà theo sự nhận xét của tôi đó là cái điều và cái điều răn cấm mà cái điều thứ tám của Đức Quỳnh Giáo Chủ thì ngài có nói như đạo Út vừa tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha và dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Thì theo con nhận xét đó như để Út đó bây giờ có thể là đi pháp thí được rồi, có những anh em đồng đạo đó chưa hiểu được cái gì hết thì làm sao mà pháp thí được không, cho nên vừa tu để rồi tạo ra cái hạnh đức cái huệ tiến lên để mà làm theo cái lời Đức Tôn Sư đã dạy thì mình tất chủ viên mãn đạo pháp. Cảm ơn. Dạ con cảm ơn ông hai và sư huynh Úc đã chia sẻ đôi lời Phật pháp, lời vàng tiếng ngọc cũng như đức Phật đức thầy. Cũng kính chúc cho ông hai và sư huynh Úc được dồi dào sức khỏe và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, cũng không quên nguyện cầu ơn trên Hồng Ân Tam Bảo và quên lên Đức Phật, Đức Thầy, Trăm Quan Chư Vị luôn hộ trì cho tất cả quý vị được hưởng trọn phúc duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Và đây xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính mong là chú Hai và Hiền Huynh chia sẻ về cái câu như hồi nãy Hiền Huynh có nói rằng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thì có phải chăng rằng Sư Minh Tuệ, Đức Quỳnh Giáo Chủ và Sư Huynh đã chạm tới luồng thanh điển, do đó mà mở được cái đại bi đại trí đại dũng của Đức Phật? Thì cái đề tài này xin hẹn lại chú Hai và Hiền Huynh cho cái cơ hội hữu duyên cho lần sau để mà chia sẻ cho quý bà con đại chúng được biết. Dạ xin cảm ơn ạ.